Đang dọn kho nha em ơi, ai cần cái gì đó thì alo nha nè. Cái bô gì cần cái bô này có hộp RD 100 nữa nè. Bô này nó xấu khúc cò ha, mình thì nó không có hàng mộng gì. Cái bô này nổ hay lắm á, này anh em về gắn chế mấy chiếc quay rồi đi cà phê chơi cũng ngon, nổ giòn. Có cần gì đó kêu trường sáng chụp hình gửi cho anh nghe nè, NF nè, Gucci còn này rượu của thuốc mấy cái này của ẹt quá. Lại là vô đây hỗ trợ tiếp anh em, cái này đuôi winner cái gì nè, mấy cái này họ tính sao quá chi nhiều quá. À hôm còn dư cặp mâm mới này em chưa xài nè, lấy cặp mâm ra cho anh em, mà anh em thấy cái này nè, cái này mà anh em có dách ít ha, quên 110 ha, mấy chiếc thắng đĩa ha, gắn vô là đi đi chơi nè, mới chưa xài luôn, đã lắm nha anh em, nó màu xanh đột chuối luôn, chưa có xài nha, chưa có đóng mặt đạn luôn nè. Này thắng đĩa nha, dành cho anh em mà ZX hay là 110 MTE gắn vô mà đi cà phê đi kỹ một cái hết ý ha. Đó mầm cái màu quá mà phục hẹp, để đi từ từ bán nó chống kho quá kìa. Nó cặp mâm này 1 triệu nha nè, anh em mua gửi tiền ship của ai thì đó chịu nha, một bao vậy nè. Cặp mâm này đó phép mua đâu 900 mấy gì rồi mà mua cũng lâu rồi, bây giờ hậu hàng này không có đâu nha. Đó anh em mà xe quay hay là ghim mà thắng đĩa mà để vô đẹp lắm á, đẹp. Còn cái phục ẹt nè, phục này mới cảo luôn đó, trong xe mở ra đó, tại anh em ta đi phục ô liền nó phục kiển vậy đó. Còn này dễ, cặp mâm này ngon á, thằng mới chát nè, đuôi này là quay vô, quay vô huynh ơi, quay vô, quay vô, quay vô. Anh em cần món nào thì để ý lại anh em ơi, còn gì nữa không ta, quá trời. À cái này áo, cái này đâu, đèn này bởi vậy. Cái này áo áo hẹt, áo hẹt là nguyên bộ luôn nè, mình còn bộ áo hẹt 208 màu đỏ đó. Cái gì thế, cái gì vậy, bẩn à, cái gì biết là bẩn chứ cha, bẩn con nào trời, giống chiếc xe bê vậy đó, giống chiếc da vậy. Ồ mà ác nha, bẩn này. Bẩn này giống của mấy CD Bentley quá. Quá trời độ luôn. Để anh coi bộ áo nữa kìa. Bộ áo này như là nguyên bộ luôn nè. Bộ áo này còn đẹp lắm á. Đây là áo đó, đúng là áo màu này nè. Quá trời đồ. Mấy cái đó mới cũ trời, giỏng móc đó. Đó, anh em nhiều khi đồ trong này có nè mà đi mua đó anh em biết không, tại vì nhiều khi không anh này có cái quay anh pha 110 vậy nữa hả, bảo vệ anh nhiều khi có đó mà chạy đi mua đó, tại vì để đây rồi đâu có nhớ đâu. Này gì trời, trời ơi này nó dục luôn rồi, nó móc tủ cho chết hay gì, ba cái thúc bắc thúc nam như bỏ, trời ơi. Anh em coi món nào được thì giết món đó nha anh em. Có cặp mâm này thấy ngon, cái này gì vậy? Đầu đèn chứ cái gì ta? Sumat. Sumat là bảy. Thôi bảy. Cái đó không phải, cái đó Sugun đó. Rồi Sugun. Cặp mâm này đã lắm á. Em cũng đang có dự án mà em có chiếc quay 110 nào em. Đó, đi kiển là bỏ vô đó. Đi đã lắm, sạch sẽ. Nổ
nổi bật, chịu bật ha. Nó dĩ nhiên không có bật đạn bật gì đâu nha anh em, giờ muốn xài bật đạn gì đó tự đóng cho được, chứ mâm nó chưa có xài nữa đó. Hồi đợt có tính gắn gắn vào chiếc rim mình đó mà cuối cùng là con rim mình thắng đùm. Xin đĩa mới luôn thôi, nhưng dễ lắm gì, làm gì. Bộ áo ẹt, bộ áo ẹt như mấy bộ áo ẹt, ai bộ áo ẹt, bộ áo này mở ra là ngon lắm á. Rồi rồi hai thằng vô dọn kho bớt đi, nào không xài giục bỏ quá trời luôn á. Nó cái kho nhà em nó cỡ đó đó anh em, tại gì vậy sao? Trung Quốc. Đó, dọn cho nó sạch sẽ đi, quá trời. Cái nào không xài giục, vứt bỏ. Rồi ba cái nào rồi xài để gọn vô, kệ bọng vô, để gọn vô. Dữ lắm anh em ơi. Trường sang nở dơ kinh khủng luôn. Hai cặp mâm nó viết nè. Phục nè, phục hạt nè. Đĩa. Lưu kho. Đó, cặp mâm này mà để vô mấy chiếc quay đĩa đó là ngon lắm. Đẹp. Hồi xưa hay chơi cái mông này lắm á. Hay gắn mâm này 3 cây nè. Khoái lắm.